mắt về phía sân khấu để có thể theo dõi một tiết mục hết sức đặc biệt. Xin mời.
vừa rồi. Và ở đó chúng ta thấy được sự thay da đổi thịt của Phú Quốc nói chung và của Hòn Thơm nói riêng. Một Hòn Thơm dung dị đang chuyển mình và trong tương lai sẽ trở thành thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng đầu tư tầm vóc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Và một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ đến từ Vũ đoàn Sài Gòn Contemporary and Ballet Dance đã mang đến cho chúng ta một hình ảnh hết sức sống động, thể hiện một cách trọn vẹn nhịp sống tại Sun Iconic Hub. Và kính thưa quý vị, không chỉ quy tụ những kiệt tác kiến trúc độc đáo, chuỗi tiện ích đẳng cấp, đa trải nghiệm, đa sắc màu như là thể thao mặt biển, nè, trung tâm giải trí đẳng cấp trong nhà, Wellness Center, Night Club và vô số trò chơi giải trí trên mặt nước, mà Sun Iconic Hub còn nắm giữ tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Vậy thì những tiềm năng đó là gì? Ngay sau đây, Thanh Thanh Huyền xin được trân trọng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bà Mai Thị Hồng Quyên, giám đốc kinh doanh Sun Property. Sẽ có những chia sẻ rất